Hello, Nhớ xin chào cô chú anh chị Việt kiều ở Mỹ và những quốc gia khác nha. Ngày hôm nay Nhớ tiếp tục đi ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, là phi trường Tân Nhất năm xưa cô chú bác, để ghi hình cho cô chú bác xem khung cảnh Việt kiều ha. Về ngày hôm nay thì nó có đông như thế nào, ra làm sao nha. Bây giờ là gần 8 giờ tối cô chú bác, Nhớ nhìn thấy những chuyến bay quá cảnh ở Tokyo, Nhật Bản, ở sân bay Haneda, rồi Narita 4 5 chuyến nữa nè. Đó, rồi Seoul, Incheon. Đó, của những cái hãng như là Ana, Ana Onippon Airways của Nhật Bản đó cô chú bác, rồi hãng Korean Air của Hàn Quốc ha. Đó, thì hôm nay cô chú bác là bây giờ gần tới cái mé Tết âm lịch rồi. Đó, cái giá vé nhà cập nhật á, mấy bữa nay á, là coi như vé nó cũng 2.000 mấy đô cô chú bác. Nếu mà cô chú bác bay từ San Francisco về ha, bay những cái tiểu bang khác thì có khi là 1.400, 1.600 đô cho cái dịp Tết năm nay cô chú bác. Thì không biết là cô chú bác có về hay không ha. Đó, nhưng mà Tết năm nào cũng đông cô chú bác ơi. Có một cái bài báo có nói là nhói lòng Việt kiều Mỹ mang quà về cho người thân ở Việt Nam tặng quà mà còn bị chê cô chú bác. Thì nhà xin đọc những cái ý kiến của cô chú anh chị Việt kiều ha. Đó, thì có người nói là cô chú bác, không có tiền Việt kiều không có tiền thì nói thật là không có đi, chứ cứ nổ banh nhà lòng tỏ vẻ mát Việt kiều, nhiều tiền người chả chê, người Việt đi làm công nhân thôi cũng mua được. À, nó có nghĩa là họ nói là tặng mấy cái quà mà rẻ đó là người Việt đi làm công nhân cũng mua được cô chú bác. iPhone mua được xe tay ga đó. Đó thì 1-2 triệu người Việt coi như là mũi rồi. Nó có nghĩa là họ nói nếu mà tặng mấy món quà mà giá trị 1-2 triệu cô chú bác là coi như người Việt Nam bây giờ coi là mũi, thì cũng không hẳn vậy ha. Nó có nghĩa là tùy cái người thân cô chú bác. Có người thân Việt kiều về chỉ cho chai kem đánh răng nè, rồi xà bông gội đầu nè, đó lặt vặt vậy thôi, với thổi sô cô la là họ cũng thích rồi cô chú bác. Rồi một cái ý kiến khác, các em cháu tôi chỉ thích cho dầu thơm, quần áo, túi xách, LV và bóp hàng hiệu. Tôi gửi cho tụi nó đồ hiệu Ross rất nhiều lần, nhưng khi về Việt Nam không thấy tụi nó mặc và cũng không thấy trong tủ quần áo của nó. Tôi nói đùa, bộ mày đem quần áo, dầu thơm, túi xách tao tặng đem bán hết rồi hả? Và nó trả lời một câu mà người Việt kiều nhục như con cá nục: trời ơi, đồ đó bán ai mà mua. Đồ đó bán ai mà mua, có nghĩa là chê cái đồ của Mỹ mua ở siêu thị Walmart hay là Costco luôn cô chú bác, mấy cái món rẻ tiền á. Tôi qua Mỹ gần 40 năm trời mà chỉ về có đúng 3 lần, cũng bởi vì bị coi là một cái cây hái ra tiền, cho nên hơn 20 mấy năm nay tôi đi du thuyền dạo quanh châu Âu rất vui vẻ với gia đình, nhưng không có về Việt Nam. Có nghĩa là cái chú này chú sợ cái cảnh về Việt Nam phải tặng quà cho người thân nhiều cô chú bác. Rồi có người có ý kiến nữa nè, ở Việt Nam do người ta không có điều kiện sống tốt nên mới phải qua Mỹ ở. Như tôi đây đã qua được 2 năm, là có nghĩa là có thẻ xanh 2 năm cô chú bác. Tôi thấy người thân bên Việt Nam nên hiểu và thông cảm cho những người Việt kiều Mỹ ở đây. Khi về lại Việt Nam thăm quê hương thì nhiều người ở Việt Nam nên tiếp đãi mời mới phải. À, có nghĩa là có nhiều ý kiến trái chiều cô chú bác. Như cái anh bạn này là mới qua Mỹ 2 năm ha, nói là khi về còn phải được đãi nữa. Đó, rồi để nhớ xem ý kiến khác nha. Nếu ai không thích bánh kẹo sô cô la thì các anh chị Việt kiều đừng có mang bánh kẹo về nữa. Mang về cho họ ăn nhiều vô, họ bị cao máu chơi, họ bị tiểu đường. Đó. Thì tùy ý kiến của cô chú bác, nó cũng không có đúng ha. Có ý kiến của cái chị Việt kiều này nói nè, người Việt Nam bây giờ tham lam lắm. Việt kiều ở Mỹ đi làm neo cực khổ, kiếm được mấy ngàn đô một tháng rồi để dành cả năm, rồi mấy năm trời
mới đủ tiền mua vé máy bay về dịp Tết và mua quà trong những cái siêu thị lớn như Costco và Walmart tặng cho người thân, tốn mấy ngàn đô. Vậy mà về họ không biết cảm ơn mà còn càm ràm, chê khen này nọ. Đó. Cứ mang kẹo về là họ chửi nhưng họ vẫn lấy, vẫn ăn vì họ tham lam. Đó. Nhiều ý kiến của chú bác. Sau năm 1975, người Việt Nam, nhất là giới trẻ, đã trở nên vô cảm, không có tình cảm như ngày xưa nữa. Đó, nên khi tôi về thăm rất là buồn. Đó. Cô chú bác thấy không? Nhiều người nghĩ là Việt Kiều về chơi là phải bao hết ha. Ruột thịt gì mà chỉ biết có tiền với tiền, nhục quá đi. Đó. Đi về mà chỉ cho mấy cây kẹo và sô-cô-la là bị chê ngay. Có cái ý kiến của chị khác nè, về Việt Nam cho bao nhiêu cũng bị chửi, ai Việt Kiều cũng bị điều đó. Đó. Không biết trân trọng tình cảm. Đó, cô chú anh chị thấy không? Rất là nhiều ý kiến ha, bức xúc của cô chú anh chị Việt Kiều mà về gặp người thân á, thì không có nói được. Đúng vậy, người đi xa luôn có nỗi lo âu, nghĩ về quê hương. Đó. Làm neo, làm hãng thì chắc chiêu từng đồng đô la Mỹ để gửi về cho người thân. Đó. Rồi khi mình đi về là cũng ráng mua nhiều quà bỏ vô cái thùng giấy của chú bác. Đó. Để mà đựng được nhiều nhất có thể ha, những cái kiện hàng. Đó. Gửi ký gửi. Đó. Thế nhưng đa số người Việt Nam không hiểu chuyện, làm cho mình buồn lòng. Đó, đó là ý kiến của một chị khác ha. Một ý kiến của chị Jennifer nè. Nói chung là làm cách nào cũng không vừa lòng ai. Khó thiệt ha. Đó. Về Việt Nam nên im lặng, không cho ai biết mình là Mark Việt Kiều. Đó, bởi vì book khách sạn hay là book taxi đều bị chém đẹp. Đó, đây là ý kiến của một cái anh khác ha. Đó. Về không có dám nói mình Việt Kiều luôn cô chú bác. Quà tặng là tấm lòng, không phải là hiện vật. Đó. Tất cả đều do rất nhiều Việt Kiều nổ. Thà rằng nói rằng cuộc sống và thu nhập ở bên Mỹ ít tiền đi thì người Việt Nam đâu có đòi. Đó, đó là ý kiến của một cái anh khác ha. Việt Kiều giờ cũng khổ rồi, có chơi ít nhiều thì giờ không có nữa đâu. Họ cũng biết ở bên đây người thân họ sống như thế nào. Tội nghiệp họ phải gánh người thân ở bên Việt Nam còng lưng luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó là những ý kiến ha, cô chú anh chị nỗi lo khi mà dịp Tết đến xuân về á. Thì ngoài cái vé máy bay cho bản thân mình, cho người thân, 3-4 người trong gia đình về Việt Nam chơi, thì còn phải mua rất là nhiều quà cáp của chú bác. Dịp Tết mà, là dịp mà gặp gỡ hết người thân luôn, mà không có tặng quà thì nó rất là kỳ cục ha. Đó. Rồi Nhã xin cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Cô chú anh chị cần rước, nhớ là điện cho Nhã số Viber với Zalo trên màn hình nha. Bye bye.